Asmec Audio xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chuyên thanh toàn quốc. Và ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được đóng một chiếc vang số chỉnh cơ Asmec K18F, một dòng sản phẩm rất là chất lượng, đã được khẳng định tên tuổi trên thị trường âm thanh. Và ngày hôm nay chúng tôi nhận được một đơn hàng của anh Bùi Thư Kiên, có địa chỉ tại khu phố 3, xã Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, với số điện thoại là 0368 956 990, có lựa chọn cho mình một dòng sản phẩm, đó là vang cơ Asmec K18F. Và em xin phép làm một video ngắn để giới thiệu sản phẩm này đã về hàng, để tiếp tục đóng hàng cho anh em. Cái ý nghĩa thứ hai đó là làm video để làm một cái quy chuẩn, để anh khi có cái sự điều chỉnh không như ý thì sẽ xem video này để xem lại cái cách hiệu chỉnh về mặc định ban đầu. Vâng, dòng sản phẩm này chất lượng, đây là catalog của sản phẩm Asmec, một dòng sản phẩm làm mưa làm gió thị trường của Vanguard. Sản phẩm này thì được sản xuất phù hợp với rất nhiều các tính năng, đó là có cổng reverb cũng như được thiết kế để phục vụ các buổi show trình diễn cũng như là karaoke gia đình, với 8 các chế độ hiệu chỉnh cho các chế độ vang. Em sẽ bóc, em sẽ tắt rất nhanh để đóng tiếp tục các đơn hàng cho anh em. Hiện tại dòng sản phẩm vang thì bên em bán chạy nhất đó là hai dòng vang Teleotic T8 và Asmec K18F, hai dòng vang số chỉnh cơ đang được lưu thị trường. Đó. Sản phẩm được làm rất chắc, em đã làm rất nhiều cái bài review cũng như là bài đánh giá về sản phẩm này. Vâng, và hôm nay em chỉ làm một video rất là nhanh thôi để làm cái quy chuẩn căn chỉnh. Sản phẩm này thì được bảo hành 1 năm và tất cả tem mác đầy đủ của chính hãng công ty. Đó. Và giao diện rất đẹp. Đấy, tất cả là chế độ em để mặc định hết đấy ạ. Và bây giờ em sẽ hiệu chỉnh dần. Và quý vị và các bạn, đã xem cái chất âm mộc của sản phẩm khi em chưa chỉnh. Hãy kết hợp với đôi loa BMW 5000C. Bãi xịn là rất sắc. Có bãi xịn nha quý vị và các bạn. Sẽ điều chỉnh phần bass lên lúc 1 giờ. Bass 1 giờ cho tiếng bass bay vào, tiếng bass uy lực. Min này, chung này sẽ để hướng 11 giờ. Chef sẽ để hướng 1 giờ. Đây, preset là khóa công suất. Khi chúng ta hiệu chỉnh và muốn khóa công suất, nó giới hạn công suất nó vừa phải thì chúng ta sẽ bật hiệu chỉnh to nhỏ tương ứng. Đó, bình thường em sẽ để hướng 2 giờ. Lời ca ước nguyện xưa nay còn đâu. Đó, tiếng nhạc rất là sáng ạ. Và tiếng bass rất là uy lực. Và tiếp đến là em sẽ hiệu chỉnh phần effect. Effect này em sẽ để delay hướng 11 giờ, repeat hướng 1 giờ. Delay là độ trễ, repeat là độ lặp lại. Chúng ta để hiệu chỉnh, nó là kết hợp của phần intro. Và đặc biệt là phần reverb. Reverb thì chúng ta để hướng tầm khoảng 10 giờ đến 11 giờ. Nếu nay em sẽ để hướng 11 giờ. Và nó tùy thuộc một không gian phòng nữa, chúng ta hiệu chỉnh thêm. Đây, effect để 12 giờ. Đây là bass, đây là mix, mix 1, mix 2. Đó, chúng ta có thể là hiệu chỉnh to nhỏ từng mix, từng chi tiết, từng lỗ mix 1.
phần extractor là phần lưng tiếng mic. Lưng tiếng mic này nó là được kết hợp, được tích hợp vào sản phẩm này, đem đến một sự đa năng tiện lợi. Chúng ta sẽ để hướng tầm khoảng 2 giờ đến 3 giờ. Bass là tùy thuộc vào chất giọng. Nếu mà em giọng ấm, giọng thuốc nào ấy, thì sẽ để bass có hướng 11 giờ này. Min này sẽ được 11 giờ, chép để cho sáng lên một chút. Đó, chép sáng lên một chút. Đây là phần giới hạn công suất với cả phần khuếch đại tần số âm thanh. Reset thì em sẽ cũng là cái bức khóa và em sẽ để cho nó cao lên một chút để cái mic của mình sẽ được to hơn. Đó, đây là volume tổng của mic. Và bây giờ em sẽ cắm mic vào này. Nghe chưa? Qua tiếng mic. Em sử dụng một mic Sonic F3. Lên 1 2 1 2 1 2 3 4 5 9 10 lên 1 2. Đây là chế độ số 5, là chế độ phổ thông kết hợp giữa echo và reverb. Echo reverb. Nếu mà quý vị và các bạn làm sự kiện đấy thì sẽ bấm vào chế độ số 4 là reverb không thôi. Lên 1 2 1 2 3 4 5 lên. Và đôi khi bình thường lại hát karaoke bình thường sẽ kết hợp giữa reverb và echo tạo lên hiệu ứng âm thanh rất là hay. Lên 1 2 3 4 5 9 10 lên 1 2 1 2 3 4 lên. Lên 1 2 lên 1 2 3 4. Nói vừa thử 3 lô mic để đảm bảo là cả 3 đều lên. Lên 1 2 1 2 3 4 lên 1 2 1 2 3 5 6 9 10 1 2 3 4 lên. Dạ vâng, cảm ơn anh em đã xem hết video của chúng tôi. Vâng, và em xin phép được dừng video tại đây để tiếp tục đóng hàng cho anh Bùi Duy Kiên để kịp chuyến xe ngày hôm nay cũng như là các đơn hàng khác, và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video review đánh giá sản phẩm tiếp theo. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với số điện thoại 0965560083 để em có thể tư vấn giúp quý vị và các bạn lựa chọn những sản phẩm âm thanh chất lượng nhất. Vâng, và xin chào và hẹn gặp lại.